Em thiện xin chào toàn thể các bác nhá. Chào toàn thể anh chị em và đến với vườn lan xứ Mường của em. Thì hôm nay em vừa xuống cây bạch tuyết này cả nhà này. Đây ạ, em vừa xuống cây bạch tuyết thì em sẽ hướng dẫn lại cho anh em một lần nữa về cách trồng cây, chăm cây làm sao cho cây nó phát triển mà dễ ra, không bị thui đen đầu rễ. Thì bây giờ đây là những cái chậu hồng yên thủy của em vừa trồng đợt nọ. Thì bây giờ em mời cả nhà cùng ngắm bộ rễ của nó nha anh em nhá. Đây ạ. Đây nha anh em nhá. Đấy, anh chị em có thể nhìn những cái bộ rễ của nó anh em trồng. Rễ ra nó phải trắng tinh như này cả nhà này. Thì cây của các bác nó mới phát triển khỏe đẹp được. Anh em nhìn rễ chưa? Và 10 chậu nó phải như cả 10 nha anh em nhá. Thì quan trọng nhất ấy của cái khâu trồng lan ấy là thành phần giá thể. Đây anh em nhìn bộ rễ này, bám giá thể trắng tinh như này nha các bác nhá. Thì để về lâu về dài thì cứ rễ khỏe đẹp là cây lan của các bác sẽ lớn và phát triển rất là tốt. So với tất cả các loại phân thuốc đây anh em nhìn là rễ này, xanh trắng đen luôn ạ. Chậu nào như chậu nào nhá anh em nhé. Đấy là những cái cách trồng mà em đã giới thiệu cho anh chị em. Thì tí nữa em sẽ trồng lại bạch tuyết để mời cả nhà mình tham khảo lại một lần nữa. Đây anh em này, rễ này. Đây rễ anh em nhìn bộ rễ này. Đấy ạ. Đây anh em quay chậu này. Đây rễ này anh em nhé. Đấy những chậu như này. Đây anh em nhìn này. Đây em vừa vén ra rễ này. Đây ạ, anh em thì nhìn vào rễ. Thì tất cả các chậu anh em, quan trọng nhất là anh em trồng sao giá thể nó phù hợp nhất để cho cái rễ của mình nó ra, nó không bị thui đen đầu rễ, không bị chai, lì, phát triển tốt thì tự dưng cây của lan của anh em sẽ tự to, khỏe và đẹp mà không cần phải phun thuốc kích thích tăng trưởng hay là thuốc bổ, thuốc viết gì nhiều. Thì tí nữa anh em có thể theo dõi video cách trồng của em. Lần này em trồng lại thôi, còn giới thiệu cho anh em kỹ về những cái lần trước rồi, lần này em sẽ giới thiệu cho anh em kỹ hơn. Thì cả nhà xem video của em thì anh em nào chưa đăng ký kênh thì cả nhà đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ tiến hành là vào để trồng cây bạch tuyết ạ. Thì em xin mời cả nhà cùng vào bên trong. Đây nhé cả nhà nhá. Đây ạ. Đây là hai con cây bạch tuyết em vừa lách ra này cả nhà này. Ở cái chậu mà 230 triệu năm ngoái em lách ra, hôm nay là lách được 4 con. Thì đây là hai con bạch tuyết, còn hai con thì em trai em trồng. Và đây là hai cây ho. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho cả nhà lại một cách trồng một lần nữa làm sao cho nó thuận tiện nhất có thể. Thì anh em có thể thấy ở đây là dớn này cả nhà này. Thì bây giờ em sẽ nhắc về cái thành phần giá thể thì có vỏ thông nha các bác nhá. Vỏ thông to. Đấy, vỏ thông to này, vải thường này. Đây là than này và vỏ thông Uchita trộn lại với nhau 50-50. Thì cả nhà lưu ý cho em, quan trọng nhất là anh em phải làm giá thể làm sao cho nó ok nhất nha các bác nhá. Phần chính của anh em là quyết định là làm giá thể, nó sẽ quyết định là khoảng 70% của cái thu đen đồng rễ rồi. Thì cái giá thể em vừa làm vừa trồng, em vừa nói chuyện luôn với cả nhà là khi mà cái giá thể anh em trồng với cả nhà, anh em phải ngâm nước, kể cả là vỏ thông hay là than, anh em để ngâm nước 1-2 tháng. Dớn này thì anh em phải luộc kỹ đi. Như cái dớn này em đang trồng này này, anh em phải luộc kỹ đi nha các bác nhé. Đây ạ, anh em luộc kỹ cái con cái dớn này đi này. Sau đó là anh em phơi khô, luộc sôi kỹ, phơi khô. Phơi khô xong sau đó anh em đem đi ngâm nước tầm khoảng 1 tuần sau anh em mới trồng là ok. Vỏ thông này là em đã ngâm khoảng 2 tháng rồi. Than với cái này thì em cũng ngâm khoảng 2 tháng rồi. Thì đối với những cái con mà rễ ngắn như này anh em nhá, rễ ngắn như này này, thì anh em chỉ cần vén cái dớn này ra, anh em cho phát, anh em đặt nhẹ lên phát như này được. Đấy, xong anh em lấy cái này anh em cặp vào phát cho cả nhà. Đây anh em có thể nhìn vào đây. Đây anh em nhá. Đấy, anh em đặt cái rêu này vừa bằng cái gốc này là ok. Đây ạ, vừa bằng cái gốc này là ok nhé cả nhà nha. Đấy, như thế này là xong một con. Thì bây giờ em sẽ trồng bạch tuyết thì em sẽ nói cụ thể hơn. Đây cả nhà này, đây nhé các bác nhá. Là chậu này em đã lồng lớp lưới này rồi. Bây giờ anh em cho quả thông to vào đây cho em. Nhớ là phải ngâm kỹ nha anh em nhá. Nhiều anh em cơ bản nhất là các bác không chủ quan, không ngâm. Đây ạ. Đấy anh em nhìn chưa? Cách trồng của em không thay đổi thôi. Để anh em nào mà mới xem video của em thì xem lại một lần nữa. Không nhiều anh em lại bị thui đen đầu rễ, rất là nhiều anh em bị thui đen đầu rễ. Anh em cho cái mỏ này vào. Vỏ than với vỏ thông Uchita này cả nhà này. Thì bây giờ là đối với những cái con ngắn ấy, như vừa xong ấy, thì anh em phải trồng khác đi một tí, là anh em cho dớn vào anh em mới cặp. Nhưng những cái con dài như này nha anh em nhá,
những con dài, những con bạch tuyết này của em là cả nhà này. Anh em nhìn dễ dài chưa? Nếu như anh em đặt sẵn dớn vào ấy thì là cái mình chỉ cắm lên nó sẽ cắm như này cả nhà nhá, không đặt vào như này thì nếu như anh em ấn xuống nó sẽ dễ bị thu được rễ. Thì anh em phải đặt sẵn vén sẵn cái chỗ vỏ thông của thiết phải ra, anh em căn cho em nó bằng ngang mặt chậu như này. Đây anh em thấy chưa, ngang ngang mặt chậu này anh em trồng nhé cả nhà nhá. Anh em cặp sẵn là cho em như này. Đây ạ, thì anh em có thể chỉnh chọt là nó cao bằng mặt chậu hay là cao hơn, anh em có thể ngắm. Như kiểu con này của em đã hơi cao hơn một tí thì anh em dịch xuống một tí bằng tầm khoảng mặt chậu. Cả nhà lưu ý cho em nhé cả nhà nhé, là anh em làm nhớ là không được xước sát cái đầu rễ. Anh em chỉ cần xước nhẹ phát vào cái đầu rễ thôi là tự nó sẽ bị thui đen đầu rễ. Bây giờ em sẽ cho cái này vào này cả nhà này. Anh em đặt những cái than này nhẹ nhàng vào đây này, đừng để nó thui đầu rễ nhé cả nhà nhá. Rất là quan trọng đầu rễ. Nếu như mà anh em mình mà không cặp trước như này, anh em mình cứ để cái to cái vào là dễ bị thui lắm. Cho dớn vào xong anh em ấn ấn xuống dễ bị thui đen đầu rễ. Đấy như này anh em nhá. Đấy anh em cho xuống tầm thấp hơn một tí như này. Được chưa ạ? Cả nhà thấy được chưa ạ? Như này anh em nhá. Thì dớn thì anh em vẫn phải cho. Dưỡng cho để nó bén dễ, nó bắt dễ, nó nhanh. Anh em đặt cái dớn vào như này em. Thì không bao giờ anh em bị cái nó trột dễ. Nhiều anh em là cái dễ nó dài rồi, xong anh em đặt vào thì nó sẽ bị trột dễ. Đấy, nó ôm phủ hết cái lớp này đi thì sau này nó sẽ bén rất là mạnh. Đấy như này xong cả nhà, chỗ này sau này anh em mình bón phân sau. Ví dụ những cái chỗ như này thấp thấp hơn này sau này anh em mới có thể cho thêm vào, bây giờ nó chưa ăn đến đâu cả nhà. Những cái chậu gỗ này bọn em trồng là để nuôi về lâu về dài sang năm. Như này thôi nha anh em nhá. Đấy là đã được một chậu rất là đẹp như này rồi. Đây ạ, đối với dương con thôi. Đây này cả nhà. Đấy. Rất là nhanh các bạn. Anh em mình đã chuẩn bị sẵn như này thì trồng cực kỳ nhanh luôn. Đối với con ngắn như kiểu con hoa vừa xong thì anh em có thể thấy là em cho dớn trước, xong em đặt nhẹ phát lên là nó được luôn. Nhưng mà riêng với những con dài này thì anh em phải để nó ở cái trạng thái là cho nó cặp nó trước, sau đó mình sẽ cho giá thẻ và cho dớn sau. Đấy, cho ít lắm vỏ cái mặt này cũng dễ dài như này này cả nhà này. Con này dễ quá là dài rồi thì anh em phải bén vén ra một cái lỗ như này. Anh em sẽ vén làm cái lỗ nhá. Cả nhà đừng bao giờ là để chai cái lỗ đấy nhá. À, chai cái rễ đấy đầu dưới đấy nhá. Ôi làn nhá, về đây. Các bạn giúp đi rồi. Cắt thêm một cái nữa là được. Đây ạ. Cắt thêm cái nữa bên này. Đấy anh em có thể nhìn này. Đấy anh em cho lên anh em. Ngắm thế mà nó chỉ tầm ngang ngang cái chậu của bác thôi. Con này của em vẫn hơn cao hơn tí. Cái ngắm nhà bấy này là nó vừa bằng mặt chậu. Rồi anh em cho cái vỏ thông này vào. Này không bao giờ bị chai đầu rễ luôn cả nhà. Nhiều anh em hay ấy là hay bị chai ở cái điểm mà cái rễ dài anh em ấn xuống như thế. Rễ dài với rễ ngắn là rồng nó khác nhau một tí rồi. Nó không bao giờ nó giống nhau. Đấy anh em nhìn chưa? Xong rồi này em bắt đầu cho dớn vào này cả nhà này. Thế này chỉ khoảng 1 tuần 10 ngày là nó sẽ bén rễ rất là đẹp luôn anh em nhá. 10 ngày thôi. Anh em xem những cái chậu của em đã rồng và chỉ cho cả nhà ấy. Đây là cách trồng những cái chậu mà rễ dài. Ra rễ đây, những cái rễ đang ra này anh em đắp nhẹ vào cho nó một tí nhé các bác nhá.
Và sau những cây như này thì anh em giờ bắt đầu là tiến hành khâu phần chăm sóc các bạn. Thì đây là những cây như này là em đã trồng xong và ngon lành cành đào rồi. Thì anh em nhớ cho em là những con mới trồng nó rất là yếu, mình phải vừa mới lách ra trồng ấy, anh em phải treo cho em một chỗ thật là mát, chỗ mát đấy các bác nhá. Thì đối với những cái chỗ mát ấy thì cây của mình sẽ phục hồi rất là nhanh. Và anh em nhớ là không phun thuốc bổ thuốc bước gì cho lan. Anh em hiểu, ngày mai anh em phun nano bạc phòng thối cho em một lần. Sau đó là anh em sẽ tiến hành là phun V12 khoảng 3-4 ngày phun một lần là ok nhá cả nhà nhá. Và tầm khoảng 10 ngày sau bắt đầu anh em sẽ tiến hành là phun B1 loãng hoặc là Hùng Nguyễn hoặc là Biorot kích rễ sau. Còn những cái khâu đầu tiên này anh em không nên phun luôn. Đấy là vừa xong là em vừa giới thiệu và chia sẻ cách trồng cũng như là kiểm tra bộ rễ của em trồng sau khoảng 20 ngày. Thì em cũng chúc toàn thể anh chị em nhà mình làm sao mà chăm lan những cây lan đẹp, những giò lan khỏe đẹp. Và đây là hai chậu bạch tuyết của em vừa trồng xong. Thì mời cả nhà cùng người em theo dõi những chậu bạch tuyết này và cái sự phát triển của chậu bạch tuyết này trong một năm tới nhé cả nhà nhá. Em thiện cũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác đã theo dõi video của em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.